Tàu quân sự Nga ở Địa Trung Hải sẵn sàng trực chiến tại Syria. Hãng tin Reuters cho biết, ngày 16 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các tàu quân sự của nước này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng trực chiến lâu dài ở Địa Trung Hải. Phát biểu khai mạc của họp với các quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng và tổ hợp công nghệ quốc phòng tại thành phố Sochi bên bờ biển đen, ông Putin nhấn mạnh tổng cộng 102 chuyến hành trình của các tàu nổi và tàu ngầm của Nga dự kiến được tiến hành trong năm nay do mối đe dọa khủng bố vẫn tồn tại ở syria nên các tàu của chúng ta được trang bị tên lửa hành trình sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ lâu dài ở địa trung hải